Đoàn phường Long Hưng quận Ô Môn vừa ra mắt mô hình tủ sách pháp luật điện tử. Mô hình tủ sách pháp luật điện tử được triển khai thí điểm tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân phường Long Hưng. Người dân khi đến đây có thể dùng điện thoại di động thông minh để quét mã QR truy cập vào thư viện pháp luật điện tử do đoàn phường xây dựng với đa dạng các lĩnh vực như luật đất đai, luật dân sự, luật hôn nhân gia đình. Hiện Thư diện Pháp luật Điện tử đã có hơn 150 văn bản luật hiện hành trên các lĩnh vực và được lưu trữ trên Google Drive. Thời gian tới, đoàn phường sẽ tiếp tục cập nhật thêm để người dân có thể dễ dàng truy cập tra cứu các văn bản luật đã được ban hành.